Chuyện thứ 57, diều gỗ. Mặc Tử làm cái diều gỗ 3 năm mới xong. Lúc thả cho bay được một hôm thì diều hỏng. Học trò khen rằng: "Thầy làm diều gỗ mà bay được thật là khéo." Mặc Tử nói: "Ta làm cái diều 3 năm mới xong, diều bay mới được 1 ngày đã hỏng, cho là khéo thế nào được. Sao bằng người làm cái xe gỗ, chỉ tốn một ít công, không hết một buổi, mà chở được nặng, đi được xa, dùng được lâu năm, có thế mới gọi là khéo." Huệ Tử nghe câu chuyện bảo: "Mặc Tử nói thế thật là người khéo." Lời bàn: diều gỗ mà bay được ai không chịu là khéo, nhưng công là mất 3 năm, dụng chỉ được 1 ngày, thì cái dụng tưởng như không bổ với cái công. Cho nên Mặc Tử vốn là người tiết kiệm, chỉ vụ sự làm ăn thiết thực, không cần sự văn hoa vô dụng. Ý cho một vật gì sở dĩ gọi là khéo, không phải chỉ là việc làm tinh xảo hơn người, nhưng cốt phải lợi dụng được việc cho người trước. Huệ Tử khen Mặc Tử là cũng theo một cái lý thuyết ấy. Tuy vậy, xét ra ở đời, cái khéo và cái dùng không cần gì cứ phải đi đôi với nhau. Thường cái khéo, cái đẹp không cần là hữu dụng hay vô dụng. Miếng gỗ chạm cái tranh vẽ, giọng hát bài đàn chỉ có cho khéo, không thiết dụng mà thật là có ích cho người lắm.